Ông trùm xã hội đen ở Ấn Độ độc ác đến nhường nào, ban ngày ban mặt mà ông dám đem tay sai ra chợ chém người, ai mà đắc tội ông ta thì chỉ có một kết cục là chết. Chỉ trong một tháng mà đã hành hung hơn 65 án mạng, nhờ tính cách tàn độc này mà ông ta trở thành bá chủ ở nơi đó. Ai nghe đến tên của ông ta đều phải khiếp sợ. Ông trùm có một cô con gái xinh đẹp tên là Jajama. Có một anh chàng to gan dám rủ dê cô gái đi vào nhà nghỉ. Dây tiếp theo chàng trai này bị đánh chết ngay tại chỗ, con gái là giới hạn của ông ấy và ai động tới giới hạn đó đều phải chết. Ông trùm có một cái tên rất uy mãnh, Katari. Hôm nay Jajama lại đi về nhà cùng một cảnh sát. Khanjani ở trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này. Bà ta là người phụ nữ của Katari. Bà liên báo tin này cho Katari. Ông ta nghe xong thì nổi trận lôi đình, muốn đích thân đi giết chết tên cảnh sát đó. Nhưng chuyện này lại có liên quan đến thanh danh của con gái họ nên ông ta không thể đích thân ra tay. Hơn nữa đối phương lại là một cảnh sát nên họ đánh phát động sát thủ bí mật của họ. Khanjani đi đến bờ biển, chỉ thấy bà huýt một tiếng sáo mấy sát thủ chui ra từ dưới bãi cát. Vì để không bị người khác phát hiện họ sống ở dưới bãi cát quanh năm, điều này cũng khiến họ có sức chịu đựng hơn người. Người nào cũng rắn giỏi uy mãnh như một con mãnh thú. Họ uống máu lừa để duy trì sự sống, uống cạn một chén là sức mạnh bùng nổ lên, chạy qua chạy lại hoàn toàn không dừng lại được. Khanjani muốn phái họ đi giết tên cảnh sát kia, cảnh sát đi tuần tra trên đường như ngày thường. Anh không biết là mình đã trở thành con mồi sát thủ dùng dây dài cắt đứt đường dây điện, cả khu vực đó liền tối sầm lại. Nhân lúc bóng tối bao trùm bọn họ chuẩn bị ra tay, chỉ thấy một tên sát thủ đi tới đập nát đèn, xe máy không được điều khiển liền đổ ra đất. Họ như một đàn chó hung dữ xông lên, còn chưa đợi cảnh sát hồi phục lại ý thức thì anh đã bị bao vây, thủ đoạn của họ rất tàn nhẫn. Con mồi kêu càng thảm thiết thì họ càng hưng phấn, trên người cảnh sát bị chém hơn trăm nhát dao. Anh kéo lê cơ thể bị thương nặng này chạy trốn, anh nhất thời bất cẩn ngã vào vũng lầy, cuối cùng thì bị giết chết dưới những nhát dao. Nhưng tên sát thủ này còn chưa biết hậu quả nghiêm trọng của việc này. Tên cảnh sát họ giết chính là tay sai của Sanka. Anh ta là thống đốc cảnh sát mới nhậm chức, anh là hóa thân của chính nghĩa và là khắc tinh của tội phạm. Anh có thân thủ tập võ mạnh mẽ, ghét nhất tội phạm nói hai từ chống lưng. Thời khắc này anh ta thực sự nổi giận, anh cầm ghế lên trực tiếp đập vào tên tội phạm trước mặt, đánh hắn từ trong đồn cảnh sát lên đến phố, lại đánh từ bên ngoài vào trong đồn, vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận. Tên tội phạm đó đã hối hận khi đến thế giới này. Sanka ghét cả ác như thù, không thể bỏ qua cho bất kỳ tên tội phạm nào. Bây giờ nhìn thấy cấp dưới của mình chết thảm bên ngoài, anh ngầm thề rằng sẽ còng tên tội phạm đó về quy án. Sau một hồi phân tích, Sanka đã khóa chặt được hung thủ là ai. Anh liền lái xe đến khu chợ tiến hành bắt giữ Katari. Ông ta là Katari, là bá chủ ở nơi đây. Đối diện với tên cảnh sát này, ông lại không hoảng loạn chút nào vì ông chưa từng coi mấy tên cảnh sát ra gì, lại còn cùng thuộc hạ cười nhạo họ. Nhưng tên cảnh sát này cũng là người cứng rắn, không hề yếu đuối trước quyền lực. Anh yêu cầu Katari đến đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Lúc này ông ta mang vẻ mặt khinh thường nói, cậu không biết tôi có chống lưng như thế nào sao? Nào ngờ chống lưng là hai từ cấm kỵ trong cuộc đời Sanka. Nó hoàn toàn khiêu khích hệ thống thần kinh trung ương của anh, ngọn lửa thiêng bên cạnh cũng vì thế mà bùng cháy. Sanka chân trái dậm đất, anh tát thật mạnh một cái khiến Katari ngã lăn ra đất. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, Sanka tóm lấy Katari lôi đến chỗ xe cảnh sát. Lúc này Kayani đi đến ngăn lại, giơ chân lên đá anh cảnh sát bay xa 30 mét. May mà Sanka có nội lực thâm hậu, anh quỳ một gối dưới đất, hóa giải được sức mạnh. Lúc này chính là lúc anh dở bản lĩnh thật sự ra. Chỉ thấy anh nắm tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng xử lý một người, sau đó dùng các cơ bắp va đập, giải quyết được một đám thuộc hạ. Sau đó anh dùng tốc độ nhanh như chớp còng lấy tay Katari. Hai tên thuộc hạ tiến lên giải cứu, nhưng giây sau hai chân hướng lên trời, trượt dài ra đất, không ai có thể cản đường đi của Sanka. 3.000 thuộc hạ của Katari đều bị đánh đến ngu người. Trước khi đi, Sanka còn ra ký hiệu tay khinh bỉ. Cứ như vậy anh vượt qua đám người đưa Katari về đồn. Hôm sau, Kayani đem một đám luật sư hàng đầu đến đồn cảnh sát. Vì không có đủ chứng cứ nên cảnh sát chỉ đành thả Katari ra. Khi ông ta đi ra khỏi đồn cảnh sát, nào ngờ lại thấy con gái mình đã kết hôn với cảnh sát. Thì ra những tên sát thủ của ông ta đã giết sai người. Việc này khiến Katari vốn đã mất hết thể diện lại càng xấu hổ. Nhưng chuyện khiến ông tức giận vẫn tiếp tục xảy ra. Cả thành phố đều treo ảnh cưới con gái ông ta và cảnh sát đó lên. Katari nổi giận đùng đùng lại tiếp tục bảo vợ lần nữa đi sai khiến đám sát thủ đó. Lúc này Sanka đang chuẩn bị tiễn hai vợ chồng đi, đột nhiên cả thành phố bị cắt điện, rồi chìm vào trong bóng tối. Đám sát thủ đó xông ra đập phá hoại hết nguồn điện, lại còn thả pháo khói ra. Sát thủ nhân lúc đó phát động tấn công, hai bên tranh đấu kịch liệt. Lúc này đội cứu viện của cảnh sát kịp thời đi tới, Sanka tóm được một tên sát thủ. Vì để sát thủ nói ra người sai khiến đứng sau, cảnh sát đã tiến hành hành hình nghiêm khắc 10 ngày 10 đêm, lại còn chặt đứt một ngón tay của hắn. Cuối cùng sát thủ khai ra tên của Kayani. Chuyện này rất nhanh truyền tới tai Katari. Ông rất sợ sau khi Kayani bị bắt, bà ta sẽ khai ra hết tội trạng của ông, nên ông đã sai sát thủ đi giết Kayani, xử lý sạch sẽ những rắc rối sau này. Khi Sanka tới đó thì đã muộn, anh tận mắt chứng kiến quá trình hành hung, liền vội vã đuổi theo. Anh rút súng ra chuẩn bị xử lý bọn sát thủ đó. Một viên đạn không bắn trúng sát thủ, lại bắn chết một người dân đến hóng chuyện. Sự cố lần này khiến Katari vui mừng khôn xiết, ông ta lợi dụng thế lực của mình tạo ra những cuộc biểu tình, bạo loạn, thành công bắt Sanka phải cởi bỏ đồng phục cảnh sát. Khi đi ra ngoài anh bắt gặp Katari, ông ta kiêu ngạo nói, mày khiến tao mất hết mặt mũi, giờ mày không còn là cảnh sát nữa, tao sẽ khiến cả nhà mày phải chết.
Nhưng Sanka lại không hề lo sợ đến tối anh nhận được cuộc gọi của Katari, thì ra Katari đã phái sát thủ để lấy mạng vợ con của anh. Sanka hết mực cầu xin qua điện thoại, nhưng nào ngờ cuối cùng lại cười ra tiếng. Katari nghe thấy vậy thì ngơ ngác. Chuyện này là sao vậy? Chả lẽ hắn không quan tâm đến an toàn của vợ con mình sao? Thực ra thực lực của vợ anh còn kinh khủng hơn một đám sát thủ chuẩn bị ra tay giết hai mẹ con đang ngủ say. Người mẹ đã đánh hơi được nguy hiểm, cô dùng chiêu Phật Sơn Vô Ảnh Cước đã thất truyền từ lâu rồi bật người dậy. Làn sóng nội lực hất văng đám sát thủ ra hàng chục mét, rồi cô lộn người lên độ cao 3 mét một chân đá bay sát thủ. Còn bản thân lại vững vàng hạ cánh, sau đó cô mở chế độ bùng nổ. Một cú đấm trái, một cú đấm phải, lại một cú đá ngang đánh kẻ địch tan tác, tơi bời, lại còn không quên chải chuốt mái tóc. Cô tránh được một nhát dao chí mạng, sau đó liền xuất chiêu hàng long thập bát trưởng. Kẻ địch bị cô đánh trọng thương, mấy tên sát thủ cao cấp này trước mặt cô thì như mấy con kiến, có người muốn ra tay với con trai cô. Cô trực tiếp lộn người lại đá hắn rồi đạp hắn ngã dạp ra đất. Nào ngờ phía sau vẫn còn một tên nữa, cô trực tiếp đá văng con trai lên rồi ôm lấy cậu bé. Cô cầm cặp lồng lên đập liên tục mấy tên sát thủ. Chẳng đến 2 phút, chúng đã bị đánh bại thảm hại. Đột nhiên có một tên sát thủ định đánh lén, nhưng con trai của Sanka cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu bé cầm đinh sắt dài 3 mét lên đâm thẳng vào cột sống tên sát thủ. Hai mẹ con phối hợp rất ăn ý. Thì ra vợ của Sanka từng là học sinh ưu tú của học viện cảnh sát, lại còn là cao thủ taekwondo đai đen, mạnh mẽ như một con sư tử cái. Thế nên Sanka cũng chẳng cần lo lắng về sự an toàn của họ. Lúc này Katari đã đổ mồ hôi hột. Sanka thề rằng mình sẽ còng Katari về chịu sự trừng trị của pháp luật. Thế nên anh bắt đầu âm thầm điều tra. Anh nhớ lại tình hình tối hôm đó, đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng anh đã nhắm trúng chân của sát thủ mà lại bắn trúng người dân vô tội. Sau khi điều tra, anh phát hiện có người khác đã bắn chết người dân đó. Anh lại tìm thấy một viên đạn ở trên đất. Về đến đồn cảnh sát, anh đã kiểm tra ghi chép lĩnh nhận đạn. Quả nhiên là trong đồn cảnh sát đã bị mất một viên đạn. Sanka chất vấn tên cảnh sát có mặt ở đó, cuối cùng cũng đã có được chân tướng. Viên đạn giết người là do hắn bắn. Hắn là nội gián do Katari sắp xếp ở trong đồn cảnh sát, những đồn cảnh sát khác cũng đều có nội gián. Như vậy ông ta có thể nắm bắt cả thành phố này. Sanka nói chuyện này với bộ trưởng. Cuối cùng anh cũng được phục hồi chức vị, anh lập tức bắt tay vào việc hủy diệt tập đoàn giết người của Katari. Dưới nòng súng của anh không ai sống sót được, một vụ nổ đã ập tới khu đào mỏ. Anh tiếp hành phán quyết chính nghĩa với tất cả những tên côn đồ, cả đám đồng phạm bị Sanka công kích đến tan đàn xẻ nghé. Katari hết cách chỉ đành gọi đám sát thủ cao cấp đến. Nhưng rất nhanh Sanka đã phát hiện căn cứ địa của đám sát thủ, anh một mình xông vào đồn địch. Đột nhiên một đám sát thủ chui lên từ dưới bãi cát, hàng loạt đợt tấn công nhanh mạnh mẽ đã khiến chân của Sanka bị thương, chúng tạo thành trận pháp long môn. Những cú tấn công bất ngờ khiến Sanka không kịp phản công, đám sát thủ lại có lợi thế hơn. Sanka tức giận, cầm súng dài trong xe ra, dựa vào sự áp chế về mặt vũ khí bắt đầu nổ súng liên hoàn, mỗi phát súng là một tên sát thủ. Tư thế đó thật là cool ngầu. Rất nhanh tất cả sát thủ đều đã bị xử lý. Katari thấy tình hình xấu đi liền vội vã chạy trốn, vừa hay có một xe chở hàng đi đến. Vốn tưởng lần này có thể thành công trốn thoát, nhưng nào ngờ chiếc xe lại cán phải một cái đinh sắt nên nó nhanh chóng bị lật ngang ra. Cứ như vậy Katari bị Sanka bắt sống, từ đó trở đi không ai dám phạm tội trên địa bàn của Sanka nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Crack. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.